Ông này ông chín, ông trước ông dỡ cái nhà đó mà. Còn cả mấy cây sắt chữ Y nữa ở cái quán nhà thằng quán cà phê của thằng ấy cũ ấy. Của thằng Hùng Quỳnh ấy. Cà phê lỗi nhớ của Hùng Quỳnh cũ Kim ấy. Còn thấy mấy cây Y nữa cơ mà. Nhưng mà không dùng thì đến thì không lấy thôi. Sắt toàn sắt xịn đấy. Phải bảo là không có mắt à, hiểu không? Là nó có mắt à. Thấy chứ? Kích đi chạm bên trên cho anh hiểu không? Sợ kia là gạch, tức là hỡi ngay cả phải nhét vữa. Vít đi ngắn à? Đây. Bắn lại cái sóng âm đây. Dạ bắn sóng âm, chứ bắn sóng trước. Ông một tới à? Xong rồi, và sau này là sao mà tới rồi.